kẻ cướp ngân hàng uống hai lon bia lấy tinh thần trước khi gây án. Chiều ngày 9 tháng 5, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, quê Quảng Ninh, kỹ sư điện thuộc Ban Quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 về tội cướp tài sản. Bước đầu, Hưng khai do thua cá độ bóng đá nhiều, số tiền vay nóng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp. Thấy ngân hàng ở gần nhà mới mở, gã kỹ sư nhiều lần đến chuyển tiền để điều nghiên, sau đó lên chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh mua súng giả với giá 500.000 đồng cùng kính dâm và hai túi sách. Trưa 26 tháng 4, Hưng mượn xe Sirius đỏ đen của nhân viên làm chung, lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn mang về nhà cách chỗ dự tính cướp 400m. Đầu giờ chiều, anh ta chạy quanh trụ sở ngân hàng rồi vào quán cà phê quan sát. Đến 16 giờ, Hưng mua hai lon bia uống lấy tinh thần, chạy xe vào hẻm vắng cách ngân hàng vài trăm mét, mặc áo khoác, đeo kính râm, khẩu trang, cuốn băng keo vào bàn tay trái, tháo biển số xe bỏ vào cốp. Kẻ này chạy xe đến đậu sát lề, đối diện hông ngân hàng không rút chìa khóa. Anh ta xông vào cửa hông, chĩa súng uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng gom 1,580 tỷ đồng và 35.900 đô la Mỹ bỏ vào hai túi sách. Nghi phạm chạy xe thẳng về cơ quan cách hiện trường 8 cây số, ném súng xuống biển, phi tang áo khoác, túi sách. Gã mang 1,5 tỷ đồng trả nợ chuộc xe, số còn lại giấu ở cơ quan, sau đó đi làm bình thường. Từ các đặc điểm đi đôi giày kỹ sư công trình, dị tật ở chân, chân vòng kiềng, bị camera ngân hàng ghi lại, 10 ngày sau Hưng bị cảnh sát bắt giữ tại cơ quan.